Chào mừng các bạn đến với Kinh Tám Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung Asiad Paragame 12, cô gái vàng với ý chí mạnh mẽ của đội tuyển bơi người khuyết tật tại Việt Nam. Tự tin, bản lĩnh và quyết tâm, đó là những từ ngữ có thể dùng để miêu tả Trịnh Thị Bích Như là kình ngư vừa khiến tất cả mọi người bất ngờ và không khỏi tán phục với những thành tích đáng nể tại Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 là Asiad Paragame 12 diễn ra tại thủ đô Phnom Penh ở Campuchia. Tuy nhiên, đằng sau cô gái vui vẻ với đôi ánh mắt đầy vẻ lạc quan ấy là một nghị lực phi thường để có thể vượt qua những chuỗi ngày khó khăn chán nản đến cùng cực. Tại Asiad Paragame 12, Trịnh Thị Bích Như khiến ai nấy đều phải choáng ngợp khi cô cúi xuống nước là lấy vàng. Cả 5 lần thi đấu ở nội dung cá nhân hạng thương tập XP5 trên X6 là 5 lần nữ vận động viên mang huy chương vàng về cho Việt Nam. Đồng thời, cô cũng xác lập được 3 kỷ lục mới tại Asiad Paragame ở các nội dung như bơi bớm 50m với thành tích 41 giây 50, bơi tự do 100m với 1 phút 23 giây 77 và 1 phút 51 giây 77 ở nội dung 100m BS. Trịnh Thị Bích Như là vận động viên có thành tích cá nhân tốt nhất của đội tuyển bơi Việt Nam tham dự Asian Paragame lần này với 5 huy chương vàng và 3 kỷ lục mới đã được xác lập. Ngày 7 tháng 6 có lẽ là ngày thi đấu ấn tượng nhất của Trịnh Thị Bích Như khi cô lập hat-trick huy chương vàng chỉ trong vòng 6 giờ diễn ra ở 3 nội dung thi đấu với những cự ly khác nhau. Dù vậy, tình huống đó vẫn không làm khó được Bích Như, nữ vận động viên đã vượt qua mọi giới hạn bằng tài năng và lòng kiên định quả cảm trong người để mang về bộ sưu tập huy chương cho mình. Chính Bích Như cũng đã bất ngờ với thành tích mà mình đạt được tại đại hội lần này. Trước khi tham dự Asian Paragame 12, vận động viên quê ở Kiên Giang chia sẻ về mục tiêu của mình tại đại hội lần này. Kỳ trước, em đã giành 2 huy chương vàng, phá vỡ 2 kỷ lục thì năm nay em sẽ cố gắng giữ được thành tích đó là mừng rồi. Tự tin nhưng khiêm tốn, Bích Như thật lòng chia sẻ cô khá sốc và chịu sức ép tâm lý khi phải thi đấu liên tiếp ở nhiều nội dung và cự ly như vậy. Do đó, thành quả đạt được sau những cố gắng và quyết tâm khiến cô không khỏi xúc động và tự hào. Trịnh Thị Bích Như là minh chứng cho thấy khó khăn và thử thách không thể quật ngã bất kỳ ai nếu bạn nỗ lực và luôn giữ vững quyết tâm vượt qua chính bản thân mình vào mọi nghịch cảnh. Với Như, những lỗ nực này bỏ ra ngày càng lớn hơn và cô phải phấn đấu nhiều hơn người thường để giành được thành công như hôm nay. Hành trình vượt lên số phận của cô gái này sinh năm 1985 tại Kiên Giang, Trịnh Thị Bích Như vốn là một cô bé lành lặn như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, năm 2003, một cú ngã ác đã khiến cô lên cơn sốt cao. Trận sốt đã khiến cô bị đôi chân teo lại rồi bại liệt. Kể từ ngày đó, mọi sinh hoạt của Như đều cần đến sự trợ giúp của cha mẹ. Nhưng đến ngày hôm nay, với nghị lực phi thường, cô ấy đã trở thành kình ngư của đội tuyển bơi lội của chúng ta.